Quý vị và các bạn thân mến, thu hút đầu tư là một trong những chính sách quan trọng của Việt Nam nhằm tăng cường các quan hệ với đối tác nước ngoài, cũng như nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, công nghệ và tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động trong nước. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, thì nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới hai hình thức, đó là đầu tư trực tiếp và hoạt động đầu tư gián tiếp. Các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành các hoạt động đầu tư hợp pháp của mình. Tuy nhiên, nhìn chung, các quy định của pháp luật của Việt Nam hiện nay vẫn còn gặp phải một số những vấn đề bất cập như chưa thực sự khả thi và nhiều quy định còn thiếu tính thống nhất, bất cập và gây ra khó khăn cho các nhà đầu tư khi tiến hành các hoạt động đầu tư và cần thiết phải được khắc phục và hoàn thiện hơn nữa. Để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có một cái nhìn và cái sự đánh giá về thực trạng các quy định của pháp luật ở Việt Nam hiện nay về các hình thức hoạt động đầu tư, mà cụ thể là hình thức đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài, và nhằm tìm ra những giải pháp để chúng ta có thể xây dựng một môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn, thì chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ cùng với các vị chuyên gia trao đổi và làm rõ hơn về vấn đề này. Và tham dự chương trình thì tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Xin được giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, trưởng khoa luật Trường Đại học Ngoại thương, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình, và trước khi chúng ta cùng bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một số những thông tin sau đây. Điều 3 luật đầu tư quy định: đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Về mặt lý thuyết, cách phân chia này có thể khiến cho việc khó phân biệt đâu là đầu tư trực tiếp, đâu là đầu tư gián tiếp. Thực tế cho thấy hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam chưa phát triển, vì nhà đầu tư phải đối diện với không ít những rủi ro như các đại lý đấu giá, tổ chức bán đấu giá, các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần hóa, khó kiểm soát tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trong điều kiện hiện nay, khi chúng ta đã hội nhập kinh tế quốc tế thì việc nắm bắt thời cơ trong việc góp vốn, đặc biệt là pháp luật về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục được hoàn thiện. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như chúng ta đã biết thì đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đến Việt Nam thì họ có hai cái hình thức thực hiện đầu tư, đó là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Thì trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận và xoay quanh các vấn đề liên quan tới hình thức đầu tư gián tiếp. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn đặt ra đối với ông Nguyễn Sơn, đó là ông có thể cho biết cụ thể các cái hoạt động thể hiện dưới hình thức đầu tư gián tiếp hiện nay được quy định như thế nào? Theo quy định tại luật đầu tư về cái đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, thì cái hình thức đầu tư gián tiếp là đầu tư mua bán nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cũng như là đầu tư thông qua các cái định chế tài chính trung gian. Cái quy định theo luật đầu tư này được xác lập từ năm 2005, về cơ bản là tuân thủ theo đúng các cái thông lệ quốc tế. Và một trong những nguyên tắc là đầu tư nắm giữ các cái cổ phần, cổ phiếu trong doanh nghiệp, nhưng mà không tham gia quản trị điều hành. Đây là những cái nguyên tắc căn bản trong cái nguyên lý để quy định về cái hoạt động của đầu tư gián tiếp. Thực tế trong thời gian qua thì khi mà cái luật đầu tư được ban hành năm 2005, chúng ta nhớ là vào thời điểm luật đầu tư ban hành thì chúng ta chưa có luật chứng khoán. Và luật đầu tư được ra đời là trên cơ sở là hợp nhất giữa hai cái luật, đó là luật đầu tư nước ngoài, tức là đầu tư trực tiếp, và cái luật khuyến khích đầu tư trong nước, tức là đầu tư gián tiếp, thành cái luật đầu tư chung. Và vào thời điểm đó thì cái luật chứng khoán là cái luật mà điều chỉnh về cái đầu tư gián tiếp chúng ta chưa được xác lập, cho nên cái luật đầu tư chung có cái phần về đầu tư gián tiếp quy định khá rõ đối với hoạt động đầu tư này. Nhưng mà sang năm 2006 thì cái luật chứng khoán được ban hành, và đặc biệt năm 2010 thì cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung được thay thế, thì quy định khá là chi tiết và khá chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù, đó là lĩnh vực về kinh doanh chứng khoán, thì có quy định khá chi tiết về đối với các cái việc là chào bán chứng khoán, mua bán nắm giữ cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, và đặc biệt là điều chỉnh liên quan đến cái sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thông qua hình thức là đầu tư gián tiếp ở trên cái thị trường của Việt Nam, kể cả là công ty là niêm yết cũng như là công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán mà chưa niêm yết.
Như vậy là chúng ta cũng có một cái nhìn rất là cơ bản đầu tiên về cái hình thức đầu tư gián tiếp. Và chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư gián tiếp thông qua cái mối quan hệ của nó với hình thức đầu tư trực tiếp. Vì vậy mà một câu hỏi nữa mà chúng tôi đặt ra đối với bà Nguyễn Minh Hằng là liên quan tới hình thức đầu tư của các cái nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thì bà nghĩ sao về cái việc mà chúng ta phân loại thành hai hình thức, đó là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp như cái quy định của pháp luật hiện hành? Luật đầu tư chúng ta phân chia hai cái hình thức đầu tư là trực tiếp và gián tiếp. Thì chúng tôi thấy rằng là cách phân chia này thì hoàn toàn phù hợp như ông Sơn nói là với thông lệ quốc tế. Thì thực ra là cái cách phân chia này nó dựa trên việc có tham gia hay không của nhà đầu tư vào cái trực tiếp, tham gia hay không của nhà đầu tư vào cái hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp. Về mặt lý thuyết, cái sự phân chia này có thể gây ra một số khó khăn. Ví dụ như là một nhà đầu tư mà mua góp vốn vào một công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn chỉ 1% thôi, thì nhà đầu tư nước ngoài đó sẽ trở thành thành viên của hội đồng thành viên. Và nếu mà quy chiếu theo luật doanh nghiệp thì như vậy nhà đầu tư này đã tham gia điều hành doanh nghiệp rồi, quản lý doanh nghiệp rồi. Và như vậy với 1% đó chúng ta lại gọi, có thể coi là hoạt động đầu tư trực tiếp. Trong khi đó nếu một nhà đầu tư cũng là khối ngoại mà mua cổ phần trong một công ty cổ phần với sở hữu khoảng 8% cái công ty cổ phần đó nhưng không trực tiếp tham gia điều hành, thì theo luật của chúng ta thì nhà đầu tư đó vẫn bị coi là đầu tư gián tiếp. Vậy thì đấy là một số câu hỏi mang tính lý thuyết. Thì theo quan điểm cá nhân tôi thì những cái khó khăn này mang tính lý thuyết này trên thực tế không mấy khi chúng ta gặp cả. Bởi vì khi một nhà đầu tư ngoại họ đã đầu tư ở Việt Nam thì họ luôn có một cái mục đích rất là rõ ràng. Tôi đầu tư vào là để nhằm thâu tóm doanh nghiệp này, hay tôi đầu tư vào tôi chỉ nhằm là tôi đưa ra đầu tư vào các sản phẩm tài chính để tôi lấy những cái lợi ích từ những sản phẩm tài chính đó mà thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ít khi xảy ra trường hợp là một nhà đầu tư một ngày vào một ngày đẹp trời giật mình thấy rằng mình đã sở hữu rất nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp này và mình có quyền tham gia vào điều hành. Không có những câu chuyện đó xảy ra. Và vì thế tôi nghĩ rằng là luật của chúng ta đã rất phù hợp với thông lệ rồi. Xung quanh hoạt động đầu tư gián tiếp nó còn nhiều cái bất cập và những cái hạn chế, và nó khiến cho các cái nhà đầu tư có thể gặp phải rất là nhiều những cái rủi ro khi mà tiến hành các cái hoạt động đầu tư gián tiếp. Vậy thì ông Nguyễn Sơn, ông có thể cho biết cụ thể đó là với những cái bất cập, những cái hạn chế, các cái quy định pháp luật hiện nay thì các nhà đầu tư có thể gặp phải những cái rủi ro gì? Tôi nghĩ là cái đầu tiên là cái khái niệm của chúng ta thế nào là về cái khái niệm về nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một vấn đề bất cập nhất mà hiện nay có nhiều cái hướng dẫn văn bản pháp luật khác nhau. Ví dụ như là có cái quy định hiện hành hiện nay thì đang hướng là cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại luật đầu tư cũng như là trong các cái quy phạm pháp luật từ phía luật chứng khoán về cái tỷ lệ sở hữu là 49% trở lên, hoặc là trong dự thảo luật đầu tư mới mà chúng ta đang trình Quốc hội là từ 51% trở lên. Thì tất cả đấy là những cái quy định liên quan đến các cái vấn đề về mặt sở hữu, và từ cái vấn đề sở hữu này nó sẽ tác động sang vấn đề là mình tham chiếu về cái quyền nghĩa vụ của cái tổ chức đó khi áp là theo là doanh nghiệp nước ngoài hay là áp theo luật doanh nghiệp trong nước. Bởi vì lúc đó sẽ tham chiếu là gì? Nếu như một cái doanh nghiệp mà có sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên 51% thì được hiểu cái doanh nghiệp đó được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài. Và nhà đầu tư nước ngoài thì họ sẽ hưởng cơ chế về cái giá thuê đất theo luật đất đai ở trong nước, hoặc là cơ chế pháp lý về vấn đề là chuyển vốn lợi nhuận là tài sản ra nước ngoài. Cũng như là các cái quy định khác thì nó vẫn có những cái điểm nó khác biệt so với các cái tổ chức trong nước. Thì tôi nghĩ đây là những cái điểm mà bất cập mà cái luật chúng ta cũng như là trong cái cơ chế thiết kế là chúng ta cần phải hướng tới. Một cái điểm thứ hai là tôi nghĩ là gì? Hiện nay chúng ta vẫn có một cái sự khác biệt nữa giữa các cái quy định trong cái pháp luật về đầu tư gián tiếp, nhưng mà gián tiếp lại gián tiếp thông qua sở hữu nữa. Ví dụ tôi giả định là một cái tổ chức đầu tư thành lập tại Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51%, thì trong trường hợp này cái tổ chức đó được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài, và cái tổ chức đó họ lại góp vốn hoặc là mua cổ phần một cái tổ chức khác, công ty con chẳng hạn, và cũng nắm giữ trên 51% trở lên, thì lúc đấy chúng ta có cộng lũy kế của cái tổ chức mẹ và công ty con đó để trở thành một cái giám sát về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hay không? Vì tất cả những vấn đề này nó sẽ liên quan sang cái vấn đề là
cái câu chuyện của chúng ta trong thực thi các cái điều khoản của cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới, có những lĩnh vực chúng ta cấm đầu tư thì không nói làm gì, nhưng mà lĩnh vực về hạn chế đầu tư ở một cái ngưỡng tỷ lệ khác nhau, thì trong trường hợp này nó sẽ phá vỡ cái ngưỡng tỷ lệ đó, vì khi chúng ta xem xét về cái đầu tư gián tiếp. Những cái vấn đề mà ông Nguyễn Sơn vừa trao đổi thì chúng ta thấy rằng đó cũng là cái vấn đề mà gây ra rất là nhiều những cái ý kiến mà chúng ta đang tranh luận hiện nay. Và luật dự thảo sửa đổi của luật đầu tư năm 2005 hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là đang được đưa ra và trình Quốc hội tới đây. Và cũng trong dự thảo luật này thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái quy định mới mang tính chất đột phá và điều chỉnh một cách toàn diện các cái vấn đề liên quan tới hoạt động đầu tư. Vậy thì liên quan tới hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trong dự thảo luật này thì chúng ta có những cái điểm mới như thế nào? Thì đối với vấn đề này thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của bà Nguyễn Minh Hằng. Có hai cái sửa đổi lớn quan trọng, mà một trong những cái sửa đổi đó như là ông Nguyễn Sơn nói là về cái khái niệm nhà đầu tư nước ngoài. Tất nhiên là chốt cái khái niệm này hiện nay vẫn chưa chốt vì vẫn là dự thảo. Nhưng mà dự thảo cũng đã đưa ra một cái khái niệm là nhà đầu tư mà nắm giữ từ 51% trở lên, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ thì doanh nghiệp đó, doanh nghiệp FDI của Việt Nam đó cũng được coi là một nhà đầu tư nước ngoài. Thì theo tôi đấy là một điểm đổi mới để mà chúng ta thống nhất cái quan điểm xem là danh liệu một doanh nghiệp FDI có được coi là một nhà đầu tư nước ngoài hay không. Thế còn một điểm đổi mới thứ hai nữa trong luật đầu tư sửa đổi đấy là liên quan đến cái phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư. Thì trong luật đầu tư năm 2005 thì có quy định là luật này điều chỉnh cả hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp, có nêu khái niệm đầu tư gián tiếp và nêu một số cái hình thức đầu tư gián tiếp. Tuy nhiên là chỉ dừng lại ở đó thôi. Và vì vậy là các nhà đầu tư thì rất là lúng túng, vì như ông Sơn nói là vào thời điểm đó thì chưa có luật chứng khoán, cho nên là cũng chẳng biết là luật đầu tư cũng không có quy định cụ thể gì hơn về cái hoạt động đầu tư gián tiếp. Thì trong cái dự thảo sửa đổi thì luật đầu tư dự thảo sửa đổi đã quy định rõ hơn rằng là cái hoạt động đầu tư gián tiếp thì được điều chỉnh bởi luật chứng khoán. Thì cái này theo tôi là một đột phá vì nó tạo ra một sự minh bạch cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ở Việt Nam. Tức là họ tuân theo luật chứng khoán chứ họ không phải tuân theo luật đầu tư và không phải làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư vân vân, mà họ chỉ phải tuân theo luật chứng khoán chỗ ông Sơn thôi. Thì đấy là hai cái điểm sửa đổi cơ bản. Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành cái thông tư số 05 năm 2014 để hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện các cái hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Và theo cái thông tư này thì từ ngày 28 tháng 4 năm 2014 thì các nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện việc đầu tư gián tiếp thông qua 7 hình thức như là mua bán trái phiếu và các loại chứng khoán có trên thị trường Việt Nam. Vậy thì theo ông Nguyễn Sơn, với cái quy định này nó theo ông dự đoán thì nó sẽ tác động như thế nào tới các cái nhà đầu tư, và từ góc độ thực tiễn thì ông có thể lưu ý gì đối với các nhà đầu tư nếu như chúng ta thực hiện các quy định theo thông tư này? Cái việc và Ngân hàng Nhà nước ban hành cái thông tư 05 thì trong quá trình mà dự thảo thì bản thân Ngân hàng Nhà nước cũng có lấy ý kiến của cơ quan Ủy ban Chứng khoán, và chúng tôi cũng có tham gia vào trong quá trình mà góp ý với cái dự thảo này. Thực ra thì đây là một cái quy định liên quan đến cái đầu tư gián tiếp từ phía nước ngoài vào Việt Nam, và nó là cụ thể hóa tất cả những cái hướng dẫn trước đây. Chúng ta phải nói rằng là trước đây thì Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một loạt các cái văn bản thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên trong quá trình mà triển khai thực hiện thì chúng ta Ngân hàng Nhà nước có cái đánh giá lại để có một cái điều chỉnh lại trên cơ sở các cái quy định về pháp luật về đầu tư cũng như là các cái quy định liên quan đến quản lý ngoại hối, đặc biệt là vấn đề là tài khoản vốn của nhà đầu tư ở nước ngoài đầu tư gián tiếp thông qua là mua bán nắm giữ cổ phần cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và tất cả những cái cơ chế hạch toán từ cái tài khoản vốn đưa vào cũng như là chuyển ra cái tài khoản Việt Nam đồng để kinh doanh đầu tư, cũng như là vấn đề là cơ chế về chuyển hóa ra ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài. Thì theo tôi đánh giá thì cái thông tư Việt Nam hiện nay là nó không có vấn đề gì liên quan đến cái mảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn các vị khách mời đề xuất những giải pháp để chúng ta hoàn thiện các cái quy định của pháp luật để đẩy mạnh hơn nữa cái hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thì từ góc độ chính sách và xây dựng pháp luật thì hai vị khách mời có thể chia sẻ thêm cái ý kiến của mình. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta nên đặt ra là câu hỏi vì sao chúng ta nên thu hút cái nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, có nên hay là không? Theo cái nhận định cá nhân tôi thì
trong những năm gần đây Việt Nam đã có những cái chính sách và pháp luật rất tốt để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và chúng ta thể hiện rất rõ cái chính sách đó trong nhiều cái văn bản pháp luật khác nhau. Tuy nhiên đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài thì chúng tôi nhận định thấy rằng là dường như là chúng ta Việt Nam còn rất là e dè khi mà đón nhận nguồn vốn này. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là đối với nguồn vốn đầu tư gián tiếp này thì nó cũng có những nguy cơ, những rủi ro. Vì đây là nguồn vốn rất là lỏng và nhà đầu tư cũng có thể rút ra vào bất kỳ lúc nào. Cho nên nếu chúng ta không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ thì nó cũng có thể có những cái tác động không tốt đến thị trường tài chính cũng như là nền kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên thì quan điểm của cá nhân tôi đó là vào cái thời điểm mà chúng ta thị trường chứng khoán, thị trường tài chính của chúng ta đang rất cần vốn, chúng ta đang rất cần ngoại tệ, thì cái việc chúng ta thu hút thêm cái đầu tư gián tiếp nước ngoài là rất cần thiết. Tất nhiên cùng với việc thu hút thì chúng ta phải có biện pháp kiểm soát. Bên cạnh những cái ý kiến mà của bà Hằng nêu ra thì tôi cũng chia sẻ thêm một số ý kiến nữa. Thực ra thì cái chủ trương về thu hút các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài, kể cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, thì cái quan điểm của Đảng, Chính phủ chúng ta đã thể hiện rất rõ. Vấn đề đặt ra là chúng ta thể hiện như thế nào và cái cách thức thế nào để chúng ta vừa thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài nhưng mà chúng ta phải kiểm soát được chu chuyển các cái dòng vốn. Đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu bất ổn về suy thoái kinh tế mà có thể dẫn tới cái câu chuyện là đảo chiều các dòng vốn rút ra, thì có thể nó gây nên những cái bất ổn trên thị trường tài chính nói chung cũng như là trong cái hệ thống kinh tế của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tư gián tiếp là một trong những hình thức đầu tư quan trọng để thu hút nguồn vốn và tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý xung quanh việc điều chỉnh các hoạt động đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để có thể phát huy một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa hoạt động đầu tư này. Và một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã đến với trường quay của chương trình và cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị. Tiếp sau đây sẽ là mục tư vấn pháp luật.